Em chào các bác nha, lại là em đây. Em đang ở trong rừng rồi. Hôm nay em đi tìm cây khế rừng các bạn ạ. Nhưng mà chưa được cây khế rừng nào. Ba lô thì đầy thuốc rồi. Và đang ở chỗ này thì chia sẻ cho các bạn một loại củ. Tại vì em thấy nó một bãi nhiều quá. Chưa gặp cái bãi nào nó nhiều như thế này. Thì chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên thì chia sẻ cho các bạn về một chút về cái hôm nay em lấy được đây này. Đây là cây quế này. Đây là cây quế rừng này. Thỉnh thoảng mình vào trong rừng mình sẽ gặp một vài cây quế rừng như thế này. Nếu mà ở gần thì mình sẽ lấy cả thân của nó. Cái to thì mình vẫn bóc lấy cái vỏ của nó. Như bóc lấy cái vỏ của nó như là cái cây quế của mình ấy. Nhưng mà vì ở xa chỉ lấy cái lá của nó đó. Cái này thì nó dùng tương tự như cây quế. Nó lấy tinh dầu. Nhưng mà nó sẽ không thơm bằng cây quế của mình đâu. Thỉnh thoảng có cây ở trong rừng mình gặp nó sẽ thơm hơn. Nhưng có cây nó không thơm bằng. Cái cây quế rừng này thì cái lá nó cũng giống như lá quế của mình. Thì mình ở xa thế này mình chỉ lấy cành và lá thôi. Mình mang về để làm gì ạ? Mang về để trong vài thuốc tắm xương khớp cho mọi người. Đắp xương khớp cho mọi người. Hiện tại bây giờ là mùa đông rồi thì em sẽ không, khi mà các bác lấy thuốc thì em sẽ không bảo lấy thuốc đắp nữa mà em cho các bác lấy thuốc tắm luôn. Thì các bác có ở miền Nam, miền Bắc, ở xa bao nhiêu thì các bác cũng có thể lấy được. Bởi vì là những cái lá này thì bây giờ em đi lấy về em phơi khô, em chặt ra em phơi khô. Khi mà các bác bảo các bác bị xương khớp ấy, thì em sẽ gửi cho các bác là các bác tắm à. Các bác hiểu không ạ? Các bác đun à, các bác tắm, ngâm người vào trong đấy thì nó rất là dễ chịu luôn. Và khi mà kết hợp uống nữa thì nó sẽ bớt được cái đau nhức xương khớp luôn. Mặc dù cái đau nhức xương khớp của em bác nào dùng cũng đều hiệu quả, nhưng em không bao giờ khẳng định là khỏi. Có rất là nhiều bác khỏi rồi nhưng em cũng không nói là khỏi. Bởi vì còn tùy từng cơ địa mà cái bệnh xương khớp thì nó khá khó khăn các bác ạ. Nó đau nhức mà em cũng hiểu được. Em cũng hiểu được cái việc mà bị đau nhức xương khớp nó như thế nào các bạn. Hôm trước em đi trèo cây em bị ngã xuống một phát rồi em bị lưng em bị đau. Mấy ngày liền các bạn đau. Nhưng mà em chỉ dùng thuốc thôi. Em còn chưa đắp ấy, em chỉ xoa thuốc thôi. Thì nó em lúc đấy em mới tưởng tượng ra là mới hiểu được cảm giác của các bác bệnh nhân bị đau đớn như thế nào. Và khi em chui vào đây thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái củ cho các bác nhé. Cái củ ở kia có mấy bụi nhá. Em chui vào đây thì em lại gặp một cây quế châu này, hay gọi là cây thủng lồng vài này, em bẻ lấy được một ít rồi. Em chặt lấy được một ít rồi. Lúc nữa em sẽ lấy này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một cây thuốc nó khá tốt trong bài thuốc chứa dạ dày và tứ sinh lý của nam giới. Tuy nhiên là nó cũng không có nhiều. Em gặp nó ở trong rừng thì em sẽ thu hái luôn. Rồi, đây. Nó sẽ đây. Cái quế châu á, cái thủng lồng vai á, em đã chia sẻ với các bạn rồi. Thủng lồng vai thì có hai loại, một loại là nó cũng đỏ nhưng mà lá nó thân nó trắng. Hôm trước em chia sẻ. Còn cái loại này ấy, thì thân nó đỏ này. Dạ. Lá nó đen này. À thân nó đen này, trong nó đỏ này, lá nó xanh này. Cái loại này thì mình lấy thu hái hết khi lấy về. Đây này các bạn. Đây. Cái lá nó này. Mình ăn thì nó sẽ chua chua, ngọt ngọt. Khi mà các bạn thấy cái này trong rừng thì các bạn thu hái về đi. Đấy, nếu mà mục đích của các bạn ngâm rượu ấy thì các bạn sẽ chặt nó thành khúc, nhưng mà các bạn nên lấy cái đoạn ở dưới ngâm rượu thì nên lấy cái đoạn ở dưới gốc của nó, đoạn già. Còn cái thân non của nó, những cái thân đen đen này thì mình chỉ sắc uống thôi các bạn nhé. Những cái thân đen đen này mình sẽ sắc uống, và cái lá của nó sắc uống trong bài thuốc dạ dày đại tràng thì nó rất là tốt. Và cái thuốc yếu sinh lý của nam giới thì cũng dùng cái này để uống. Cái này thì chia sẻ rồi, không chia sẻ nữa, quay lại chia sẻ cho các bác. Đây một bụi này, nhìn thấy chưa, các bác nhìn thấy chưa, nhô ra này một bụi này, hai bụi rồi. Bây giờ thế đây này, cái gai của nó này. Đấy, đây này gai này, và ở đó một bụi nữa này. Bây giờ chia sẻ cho các bạn này, này củ này chặt vào nha các bạn nhé. Đó, đây các bạn, đây là củ nâu đỏ. Em thật sự là em cũng đi khá nhiều nhưng mà chưa bao giờ gặp nhiều một lúc như này. Đây nó nhô ra trẻ này. Đó, đây đẹp không các bạn? Đó, đây. Một bụi kìa. Hai bụi. Bụi ở trên kia mới to này, ba bụi này. Nó cũng đây. Rất là nhiều gai. Đấy, cái củ nâu đỏ này thì không nói về thời xưa nữa. Thời xưa thì mau về nhổ vải không nói nữa. Nói về cái bây giờ mà em nói thời xưa thì em không dám nói, bởi vì có rất là nhiều bác có tuổi theo dõi video của em đúng không ạ? Em làm sao em dám nói thời xưa được, em làm gì hiểu biết thời xưa bằng. Thời xưa thì em cũng chỉ biết là cái thời mà ông của em truyền lại cho em hay đi rừng với ông ấy, thì ông cũng bảo là cái này là cây thuốc, nhưng mà cây này thì em ít dùng các bạn ạ. Dùng trong nhuộm vải thôi. Đấy. Và bản thân em thì cũng không dùng cây thuốc này.
nhé. Hiện tại thì em chưa dùng cây này. Bài thuốc này thì em thấy tìm hiểu ấy thì thấy nó dùng trong bài thuốc chứa về dạ dày đại tràng. Đấy. Và chứa về cái gì nữa nhỉ? Đắp u nhộp thì đắp u thì không dùng cái này nhé. Thì dùng cái củ trắng, còn nấu trắng, nấu trắng khá hiếm. Đấy. Thì em chỉ biết là nó chứa trong bài thuốc dạ dày đại tràng này, nó cũng khá tốt này. Và rất là nhiều thầy thuốc dùng này. Đấy, cái củ nó to và già. Đây. Nó già xong nó chết đi này các bạn. Còn bản thân em không dùng đâu. Bản thân em chỉ chia sẻ cho các bạn là củ nó đỏ thôi. Đây này các bạn này, nó già nó chết đi này. Đấy. Nhưng mà cái ở rừng này nó khá già nên mà ở gần thì em cũng lấy về để dùng dùng một thứ một chút xem nó có tác dụng nhiều không, nhưng mà ở xa quá các bạn. Đấy, đây nó già đi rồi các bạn. Đây. Nó già nó tự thối nhá. Đấy, nó mọc rồi. Cái củ này nó hay ở chỗ là nó lại nổi lên chứ. Nó nổi lên. Đây. Cái này muốn lấy thì phải lấy cái xiêm phải cậy cậy nó mới lấy. Đây. Nó đỏ như này. Các bạn thấy chưa? Rừng của em nó còn nhiều thuốc lắm. À, em. Để cây thuốc kia ở đây đã. Bỏ mầm mống sang đây xem có cái gì nữa không đã. Nói chung là cái củ nâu này thì bác nào mà dùng á thì dùng rất là tốt. Bởi vì em thấy rất là nhiều thầy thuốc đã dùng rồi. Bản thân em thì chưa thôi, bản thân em thì chưa dùng đâu. Chưa dùng đến nó đâu. Không phải không dùng. Em nghĩ là tương lai thì khi hết thuốc rồi ấy, hết các loại thuốc mình hay dùng ấy thì mình sẽ dùng đến. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn chưa dùng đến các bạn ạ. Chưa dùng đến nên chưa tìm hiểu. Khu rừng này thì nó cũng không phải rừng già nhưng mà nó khá nhiều cây thuốc các bạn. Đây, em xem cây khế này có phải khế đỏ không? Rất là tiếc rồi. Nó không phải đỏ này. Có phải là cây khế? Có phải khi chúng ta gặp ở rừng nó đều là khế đỏ hết đâu? Không phải đâu các bạn. Đi tìm cây khế rừng đỏ nó khá hiếm đấy. Không có đâu. Mùa này thì tìm nó lại còn khó. Nếu mà cái mùa của nó hết các bạn thì mình nhìn thấy cái lá nó mọc ấy thì mình nhìn thấy cái lá nó mọc thì mình còn biết được là cây khế rừng đỏ. Còn mùa này nó không có lá tìm khó. Đây này các bác. Quả này ăn được này. Quả này ăn được nhá các bạn nhé. Chua lắm. À chua quá. Quả này thì sẽ ăn được. Chua chua. Quả này thì ngày xưa có con cầy hương ấy. Còn ấy nó ăn nhiều lắm nhưng mà bây giờ không có cầy hương và không có con gì rồi. Nên là nó vẫn còn ở rừng. Ao chua quá. Mùa đông này, cái mùa này là mùa đông ấy các bạn. Và rừng nó cứ tối om om vậy, nó cứ kiểu như nhìn nó tối tối, khó nhìn lắm. Khó phân biệt cây thuốc, tìm cây thuốc nó khá khó khăn. Tìm cây thuốc nó khá khó khăn. Để em tiến lại gần đây xem cái bụi này thì có cây thuốc nào của em không. Có những cây thuốc nhưng mà nó không có, kiểu nó dược tính nó không cao lắm thì em chưa dùng. Ví dụ như cây củ nâu kìa, với một số bác mà thấy như này thì thấy quý lắm nhưng mà với em thì nó bình thường. Tại vì em chưa dùng đến nó, em chưa cần dùng đến cái vị đấy. Em chưa cần dùng đến vị đấy, em thấy nó không quý các bạn. Giờ đi tìm cây ăn. Rồi quay lại lấy cây đấy thôi, cây quế châu này. Cây lồng lồng vai kia. Đấy, xong lấy cây quế châu sau đó là lại phải đi tìm được cây khế rừng. Bởi vì nhà hết khế rừng rồi các bạn. Khế rừng hết là thì bắt buộc phải tìm được nó. Phải tìm được khế rừng. Từ từ đã. Ơ nhưng mà em nhìn thấy cây thuốc, em muốn xuống kia xem. Em thấy cây thuốc kia to lắm. Leo lên tận cây kia các bạn. Như là một cái na khổng lồ hay sao ấy các bạn. Leo tít lên cây kìa. Em nhìn thấy ở dưới kia kìa. Thôi nhưng mà thôi các bạn. Quay lại lấy cây kia đã. Quay lại lấy cây kia xong hàng xuống không tí nữa. Vác xuống nó xa lắm. Thôi em chào các bác nhá. Chia sẻ cho các bác một chút rồi thôi. Đi rừng hái thuốc thôi.